con mồi đây rồi. Ôi, đáng sợ quá, phải làm sao đây? Đừng lo, tớ đến rồi đây. Cậu mau lên xe đi. Được, được. Cậu ngày vẫn nha. Mau đuổi theo, không được để chúng chạy thoát. Đừng lại mau. Đứng lại. Đứng lại. Nhanh lên nào. Ôi không. Chạy đi đâu? Mau đầu hàng đi. Chúng ta phải tìm đường khác thôi. Đứng lại. Bác xe tải ơi, giúp bọn cháu với. Được, được. Cháu mau cho trứng khủng long sang đây đi. Bác nhớ cẩn thận nhé, để cháu đi đánh lạc hướng bọn chúng. Ta ở đây này. Đứng lại cho ta. Đi thôi. Chỗ này an toàn rồi, bọn chúng sẽ không tìm được cháu đâu. Cháu ở đây nha. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Không có gì đâu, ta đi nha. Nhìn kìa, có vẻ trứng khủng long sắp nở rồi đấy. Vậy là một chú khủng long đã ra đời rồi. 3 tháng sau. Mình phải đi tìm ta do thôi. Wow, chú khủng long nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành rồi đó các bạn. Ôi, chúng đông quá. Mình phải làm sao đây? À, mình sẽ trốn vào trong này. Hắn đâu rồi? Dạ, em vừa thấy hắn trốn vào trong kia ạ. Ra đi, ngươi đã bị bao vây rồi. Gư, đánh xa bạn của ta ra. À, thả bọn ta ra. Không đây nào. Hãy biến khỏi đây đi. Khủng long đang cố gắng chiến đấu với lũ cá sấu gian ác. Liệu cậu ấy có đánh bại được hết bọn chúng không đây? À, ôi da, sao đầu mình nhiều sao thế này? Giờ thì đến lượt các ngươi. Ừ, hãy nhận lấy trừng phạt cho hành động của mình đi. Dạ. Dám cắn ta này. À, ấy da. À, ôi đau quá. Nhận lấy đây. Hey. À. Hey. À. Ngươi cũng lì đòn gớm nhỉ. Hey. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi. Biến đi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Ta vô. Mọi chuyện ổn rồi. Cậu ra ngoài đi. Cậu vẫn ổn chứ? Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Không cái gì đâu. Một trận mưa to bất ngờ kéo đến, kèm theo sấm chớp to. Một cơn động đất cấp độ cao xuất hiện, gây ra một trận sạt lở đất nghiêm trọng, chôn vùi 4 chiếc xe xuống lớp cát dày. Cứu chúng tôi với. Cứu với. Cơn mưa kéo dài cuối cùng cũng chấm dứt. Tiếng kêu cứu của 4 chiếc xe nhanh chóng được truyền tới chỗ của xe cứu hộ. Tiếng gì vậy nhỉ? Đi theo xem sao. Là nơi này à? Làm ơn cứu chúng tôi với. Được rồi, đừng hoảng. Tóm được rồi. Hi da. Hi da. Cố gắng lên. Vẫn không nhúc nhích được tí nào. Lên nào. Lên nào. Ôi, không được rồi. Một mình không thể cứu được mọi người. Thu cần lại đã. Mình sẽ gọi thêm các xe khác đến để giúp đỡ. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Được rồi, tôi đến ngay. Các bạn ấy đây rồi. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Xin hãy đi theo tôi. Tôi hiểu rồi.
để tôi chở anh cho nhanh. Đi thôi. Sao mãi mà họ vẫn chưa tới nhỉ? À, đây rồi. Xuống nào. Ta bắt tay vào việc thôi. Để tôi múc hết cát xung quanh ra. Xe cần cẩu đang làm rất nhẹ nhàng để không làm bị thương các xe còn đang mắc kẹt bên trong. Những chiếc xe đang dần lộ ra rồi kìa. Có vẻ như mọi chuyện vẫn đang rất thuận lợi. Còn lại để tôi. Tiếp theo đó, xe cứu hộ sẽ dùng cần cẩu móc nối vào những chiếc xe mắc kẹt và kéo chúng ra ngoài. Thành công rồi. Đến chiếc thứ hai nào. Công tác cứu hộ đang diễn ra rất thuận lợi. Làm sao làm khó được mình. Hả? Đằng kia làm gì mà đông vui thế nhỉ? Đừng lại gần đây. Ôi ôi. À! Sự xuất hiện của xe buggy đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Ôi không, chúng ta cần gọi xe cứu hỏa gấp. Alo, chúng tôi cần các anh. Tôi đến ngay. Here we go. Xe cứu hỏa nâng cao cần chữa cháy rồi dùng vòi phun nước dập tắt ngọn lửa do xe buggy gây ra. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu, tôi đi đây. Chúng ta phải đưa các cậu ấy đến bệnh viện thôi. Xe cứu hộ dùng cần cẩu để nâng các xe bị chấn thương lên, chuẩn bị chở tất cả đến bệnh viện. Xuất phát thôi. Bà Queen và Tayo đang đi đâu vậy nhỉ? Cả hai đi ngang qua một chiếc hang động lớn. Đột nhiên bên trong hang có ánh sáng lóe lên, thu hút sự chú ý của McQueen. Cái gì vậy nhỉ? Ôi không, nó đang hút mình vào trong. Có chuyện gì vậy McQueen? Cậu ấy biến mất rồi, em sợ quá. Mình phải tìm người tới giúp thôi. Từ trong hang động, một con rắn lớn chui ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp ta vô. Không biết cậu ấy có trốn thoát không nữa. Con quay vợ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Con đường này khó đi quá. Cây cầu ở ngay trước mặt rồi. Ôi, sao toàn nước là nước thế này? Làm sao để sang được bờ bên kia bây giờ? Tạm vào đây đã. May quá, nó đi rồi. Con rắn ngu ngốc. Anh kia mang di chuyển đi chứ. Ôi ôi. Thôi xong rồi. Cứu tụi với. Cứu tụi với. Cứu tụi với. Cứu tụi với. Ôi không, tôi xin lỗi. Này, ta vô, có chuyện gì thế? Ta vô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho chú cảnh sát biết. Trời ơi, sao cháu lại bất cẩn như thế để chú gọi xe cứu hộ tới? Đã nhận lệnh, lên đường nào. Cứ đi cùng nữa.
đến nơi rồi. Thả cần cẩu xuống nào. Bám chắc nhé anh bạn. Đến bệnh viện nào. Còn nốt chiếc xe nữa là xong. Hai, ba, lên nào. Hoàn thành nhiệm vụ. Yeah.